Hôm nay mình xin nói về tiếp theo của phần lập trình học ngữ. Chúng ta sẽ đi qua một ví dụ cụ thể và sẽ lập trình cụ thể. Ví dụ như là ta truyền chữ hoa thành chữ thường. Thì đây truyền chữ hoa thành chữ thường, ta sẽ có các bài code như sau. Các bài code đầu tiên thì chúng ta sẽ xét bài code chấm theo là chấm tắt. Rồi, sau đó chúng ta vào phần code của nó. Để xong chưa? Tiếp đó là ta hiển thị cái giá trị trung một bằng cái công thức ngộ đây. Tiếp đó ta nhập một cái từ từ bàn phím. Nhập một cái từ bàn phím. Rồi ta hiển thị, nên ta nhớ hiển thị một cái từ bàn phím là GA GX phải trung bình 1. Chưa? Bây giờ đã xong, ta nhập cái từ bàn phím hiển thị thì cái từ bàn phím ra, ta biết bước tiếp theo là ta chuyển chữ thường sang chữ hoa. Công thức chuyển chữ thường sang chữ hoa là xuất. AL 20H. Rồi, sau khi ta chuyển chữ thường thành chữ hoa rồi, ta tiếp tục chuyển hóa thành nghìn BL. Chuyển giá trị nó hóa thành nghìn BL bằng công thức MOV BL bằng cái code MOV BL L. Xong chưa? Tiếp theo đó, mục đích ta chuyển là để hóa thành nghìn BL để làm gì? Để khi mà chúng ta làm nó không bị mất dữ liệu. Đấy. Và ta tiếp tục xuống dòng về đầu dòng mới, tiếp tục xuống dòng về đầu dòng mới bằng công thức này, bằng cái dãy code này. Đấy. A 2 Inter 21H MOVDL phải mười ba, một b, đã
Bây giờ ta hiện cái ký tự nó ra màn hình bằng cái công thức này, bằng để ta hiện ký tự ra màn hình thì ta tiếp tục mô về DL phải DL Inter 21H. Rồi ta sau khi ta hiện ký tự ra rồi ấy, ta bắt đầu ta kết thúc ký tự đó, kết thúc bằng cái công thức là ở đây giải lần người ta đã biết là AH 4 CH Inter 21H N trên làm đây á, thì dưới làm đây á, chúng ta phải chạy cái chương trình cái nút này, trên 8086 này là chạy được, nó có một lỗi là nó dòng là số 6 à, lỗi dòng là số 6 BS đây, ví dụ như BS thì sao sai à, thiếu cái này cái thùng chạy nó sai dòng lần thứ ba, một à à đây một về chúng ta làm mong về rồi thì cho nó chạy chạy được không, chạy được rồi đấy, khi mà ta nhấp vào chữ lên này đấy, làm là chạy. Chương trình của chúng ta đã đúng và nó chạy thì vì cái bảng này mình cài nó chưa chưa có cây cho nên là bảng này mình chưa dùng cây đấy cho nên là nó không chạy được. Mặc dù là câu rút câu code là biết đúng nhưng phần mềm mình có vấn đề các bạn, code phần mềm của các bạn code cái giải lệnh giống như của mình trên cái phần mềm của các bạn chạy xem sao. Bây giờ chúng ta mổ xẻ cái bài này, đầu tiên chúng ta vào cái phần cơ bản chấm modl small như vậy một cái câu cái câu trúc mà lệnh bình thường ấy thì small này nó là nó diễn tả là cái mô đời này, là nó xác lập vùng nhớ RAM kết hợp trong chương trình, chương trình đây này đây là dùng để xác lập vùng nhớ RAM trong chương trình, nghĩa là kết hợp trong chương trình. Như vậy một nghĩa ra nó là mô small, small là nhỏ, ý nó bảo là kích thước nó không lớn không bình thường nhưng mà nó là nhỏ. Thì trong trong cấu trúc câu ấy nó có rất nhiều cái kiểu dạng khác nhau, trong đó có dạng small, dạng TINI rồi nhiều dạng khác nhau, và riêng cái dạng này là thường sử dụng như nó, và Inter 100H đây small thì các bạn nên hiểu một điều, cũng cần nhớ thêm một cái nữa là trong kỳ thi ấy thường ra là thiếu bộ nhớ, trước thi nó có ra cái dạng này đấy, thiếu bộ nhớ, TINI là nói TINI đấy, thì code của nó cộng với data
nó bé hơn bằng nhưng mà bằng nhưng mà bằng bao nhiêu? 64. Cái bốn gì kia mê thì bài rồi tiếp theo số môn nhiều lần số môn thay gốc của nó nằm trong khoảng bé hơn bằng 64 thì bài riêng gốc của nó nữa nha. Rồi còn riêng cái phần data của nó cũng bé hơn bằng 64 thì bài. Bé hơn bằng 64 thì bài. Đấy, vậy thì mở rộng thêm một dạng nữa, đó là dạng compact. Compact dạng này nó ngược lại với dạng số 1 thì cốt của nó lớn hơn hoặc bằng 5 chứ nó bé hơn và cốt nó chỉ giống phần cốt thôi, ngược lại nó ngược với phần dữ liệu 64 thì bài và phần data của nó là nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 64 thì bài. Đây chúng ta nhớ ba dạng chính của cái kiểu bộ nhớ này. Thì ta một hẹn tiếp theo nữa. Tiếp theo này là stack 100H chấm stack 100H. Stack 100H là cái kiểu gì? Đó là nó sẽ khi mà nó xác lập cái bộ nhớ rồi thì nó sẽ định dạng cái thông số tất là 100 100 H, nó là cái kích thước của cái thanh stack này. Đấy. Tiếp theo là lá chấm data và bước tiếp theo nữa là khai báo biến. Đây thì qua này đây khai báo biến này data trung bình một chỉ có một biến trung bình một thôi. Đấy. Nó thuộc kiểu là kiểu gì? DB nó là kiểu và DB nó là kiểu sâu dữ liệu nhập vào một ký tự. Đấy. Nên nhớ đằng sau này có dấu này. Đây. Code. Thì khi chúng ta viết code nó ra. Viết code nó ra. Trong khi viết code thì chúng ta còn phải lưu ý một điều nữa. Đó là đây hiển thị sâu. Để hiển thị sâu thì chúng ta dùng cái công thức này. Rất nhiều người nhầm lẫn với nhiều dạng khác nhau bởi vì nó nhầm lẫn như này mà đây là cái mà cực kỳ cơ bản cho nên mong rằng là đừng có nhầm lẫn và cái hàm mà dễ hiển thị sâu ấy thì nó là hiển thị sâu ký tự trong là LED để thêm biến sau. Đấy. MOV A 7 9 Inter 21H. Đấy. Còn nếu như mà ta không hiển thị sâu nữa
mà nó cho phép hiển thị một ký tự thôi, nó không hiển thị sâu mà hiển thị một ký tự thôi, ra màn hình thôi, để ta truyền nó ra ký tự hoa đấy, hiểu không? Ta chỉ cần hiển một ký tự A trên màn hình thôi, ta truyền nó ra ra thành chữ hoa đấy. Thì chúng ta sử dụng là để hiển thị một ký tự ra trên màn hình, chúng ta dùng cái MUV AH 2 Inter 21H. Đây đây thì ký tự ra màn hình, chúng ta dùng cái này. Còn riêng mà hàm một của ngắt hai mũi hai thì nó nhập một ký tự vào trong phía, nhập một ký tự từ vào phía nó là mũ v a phải một inter hai mũi hai. Đây là nhập ký tự vào phím. Dữ liệu của nó là gì? Dữ liệu nó trong trường hợp này là dữ liệu trong các trường hợp trên là mã ASCII của ký tự cần hiển thị. Đây. Đây là toàn bộ những cái khái niệm cơ bản chúng ta sẽ làm được. Còn cái ký hiệu này shop AL 21H này chính là cái công thức mà để chuyển chữ hoa thành chữ chuông. Giờ chúng ta sẽ làm một lần nữa. Bây giờ chúng ta có một khái niệm mới nữa, để chuyển chữ hoa sang thường, ta sẽ dùng cái công thức này. Ta sẽ dùng công thức là ADD AL phải 20H. Còn để chuyển thường sang hoa thì người ta lại dùng thường sang hoa, thì người ta lại dùng cái công thức là sớt AL phải 20H. Trong quá trình mình tính toán thì mình sử dụng công thức này, và sau đó thì mình chuyển nó, sau khi mà mình đã đặt cái đặt chuyển nó rồi thì mình chuyển, sau khi mình đã đặt lệnh chuyển chữ hoa sang chữ thường rồi thì mình bắt buộc mình chuyển qua thanh nghi bây giờ để không bị mất dữ liệu. Chuyển vào thanh ghi BL để không bị mất dữ liệu. Không bị mất dữ liệu, ta chuyển nó vào cách nào? Bằng là mút BL AL, nghĩa là ta đã chuyển AL nó vào thanh ghi BL đấy, thấy chưa? Rồi bước tiếp theo nữa là ta phải xuống dòng để về dòng dòng. Cái câu lệnh này sử dụng rất nhiều trong trong
trong lập trình để xuống dòng. Để xuống dòng về đầu dòng mới. Ta dùng cấu trúc như sau. Như sau. Một mút đây là 7 10, cái đó là một chiều suy nghĩ là dễ nhìn này. Mút đây là 10 màu về hả hai inter 21A mút l 13 rồi mov ah 2 inter 21A rồi. Tiếp sau đó là chúng ta hiển thị ra màn hình, chúng ta kết thúc cái chương trình bằng là để kết thúc chương trình thì người ta có cái câu lệnh này. Để kết thúc chương trình người ta dùng cái lệnh nát 4 xe của nó, dùng người ta sẽ dùng hàm 4 xe hát 4 xe hát 1 hát đây. Thì người ta sẽ hàm này dùng để trở về đó. MOV hàng này nhầm M mút AH 74 CH Inter 21A đấy. Và chúng ta kết thúc cái chương trình bằng em đây. Chúng ta kết thúc đây ND và tên QGIS của nó. Đấy, vậy là xong. Chúng ta cũng cần nhìn lại nè, nhìn lại cái quá trình lập trình. Đây. Là quá trình này. Đây là cách chuyển về đầu về, về từ đầu về chuyển xuống dòng, chuyển này xuống dòng về đầu dòng mới để thành một cấu trúc đấy. Rồi kết thúc cái bài ngày hôm nay.